Còn con, giờ đã hết tóc chưa? Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hảo, con năm nay dạ con năm nay 27 tuổi, con ở Nghệ An. Dạ con được ơn Chúa là lúc con mang bầu bé thứ nhất đó, con bị huyết áp thấp với lại thai nó động thấp hết đó, con bị đau. Và ở dưới nồi thì con thì mẹ trong xích mít đó, cái chồng con thì làm đem con lên ngoài gửi á, thì con bị vậy mà con bị trong sáng cả rồi đi, con đi khám ấy, bác sĩ bảo là cái thai khó giữ tại vì động thấp đó chắn. Rồi con mẹ con bảo là có mấy người có sổ có chân lắm, rồi con nhắn tin gửi cho cha để cha cầu nguyện cho. Rồi con cũng nhắn tin cho cha, sau một ngày thì cha hay gửi lại tin nhắn, thì cha bảo là vào lòng buổi suốt đời á, để nghe lời Chúa về lần Chúa thương xót. Thì con cũng làm về sau hai ngày thì con thấy bình thường, thì mọi thứ cùng đờ. Nhưng mà sau tới lúc con sắp sinh á, thì con bị kiểu là nước ổi khổ ra á. Rồi nhưng mà mẹ con bảo là không sao đâu, có lòng thương xót của Chúa thì con cứ ở nhà sinh, tại vì chồng không ở nhà, chồng con đi làm xá. Nó sinh mà đau một ngày mới sinh được, mà ra thì khối lượng ổi mà con trai của con thì đau nó bị ra được lâu quá, bị dài một chút, nhưng mà sáu thì không sao. Thì con được ơn Chúa là Chúa cũng cho mẹ con con vước. Bây giờ hiện tại bây giờ thì con của con hơn một năm rồi, nhưng mà Hallelujah. Rồi, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Xin Chúa chúc lành cho con, vững tin vào Chúa nha. Rồi, chúc lành cho con, bình an. Rồi, thưa anh chị em, có rất nhiều người mẹ mang thai đến để xin cầu nguyện, có khi cả vợ lẫn chồng, mà cứ lo là con còn con nó bị dị tật, nó bị thế này, bị thế kia, rồi người ta bỏ bỏ. Cho nên lúc đó tôi nói về chỉ có hai lựa chọn. Một là lựa chọn làm mảnh đất tốt thì đứa con nó cũng sẽ sinh ra là đứa con lành lặn. Nếu mình lựa chọn làm gai góc là đá sỏi, mình cứ nghi ngờ, rồi mình cứ đi siêu âm, rồi mình cứ đi khám, rồi thử nước ối đủ thứ hết, không tín thác vào Chúa thì chắc chắn là nó sẽ sinh ra